hệ thống trường phổ thông FPT, FPT Schools với triết lý hành động, làm khác để làm tốt đã tiên phong kiến tạo trải nghiệm trưởng thành cho học sinh thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng và các cơ hội khám phá bản thân, hướng nghiệp trên quan điểm sáng tạo, thấu hiểu và dựa vào các nền tảng công nghệ giáo dục tiên tiến. Song song với chương trình theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools tích hợp bổ sung các chương trình đào tạo quan trọng bao gồm chương trình ngoại ngữ chuẩn đầu ra châu Âu với sự hỗ trợ của giáo viên nước ngoài, STEAM, tin học và công nghệ được triển khai từ cấp tiểu học nhằm giúp học sinh hiểu, yêu và vận dụng công nghệ vào học tập và cuộc sống. Chương trình phát triển cá nhân toàn diện theo chuẩn kỹ năng thế kỷ 21 cùng những trải nghiệm hướng nghiệp từ giai đoạn sớm và đi sâu vào chuyên ngành ở giai đoạn cấp 3. Các môn học mang bản sắc Việt Nam như võ Việt Nam, nhạc cụ dân tộc được nhà trường chú trọng đào tạo, bên cạnh cung cấp môi trường và kiến thức cho học sinh giao lưu với bạn bè quốc tế. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, hàng chục câu lạc bộ do các bạn học sinh FPT Schools trực tiếp vận hành và triển khai hoạt động, mang đến cho học sinh những trải nghiệm, niềm vui và kiến thức thú vị. Đa dạng các hình thức trải nghiệm từ trong lớp học, các câu lạc bộ, các hoạt động sự kiện đặc biệt và môi trường nội trú dành cho học sinh cấp 3 đã góp phần đào tạo học sinh FPT Schools tính tự lập, nhân văn, am hiểu công nghệ và sáng tạo, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt Nam và biết kiến tạo hạnh phúc. Mà con cảm thấy rất là vui khi đi học ạ. Con học hỏi mới lạ và tư duy như là cái lúc đấy. Tự tin được là chính mình, con cảm ơn nhà trường đã giúp con chủ động chọn lựa con đường phía trước. Sau 9 năm hoạt động, hệ thống trường phổ thông FPT đã có mặt tại 6 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ. Tất cả các campus trong hệ thống trường phổ thông FPT đều được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại, hỗ trợ công tác dạy và học, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho học sinh. Bác Hồ đã dạy chúng ta vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Và chúng ta cần trồng người như thế nào vào cái giai đoạn mà đất nước bước vào chuyển đổi số và cùng với thế giới tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cho nên mỗi địa phương và cả nước chúng ta cần nguồn nhân lực mới, nguồn nhân lực mà thông thạo ngoại ngữ, biết sử dụng máy tính, biết tự học, biết học nhóm, biết phân tích, biết giải quyết vấn đề, có trí tưởng tượng, sáng tạo và đổi mới với tinh thần khởi nghiệp. Đấy là phương thức thực nghiệp, thực học. Hầu hết các học sinh, sinh viên của FPT sau khi tốt nghiệp đều có công ăn việc làm ở trong nước và thế giới. Họ đang tham gia vào công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế đất nước. FPT rất mong muốn đầu tư hệ thống giáo dục từ trường phổ thông cho đến cao đẳng và ở trên thế nữa vào tất cả các địa phương, tạo ra nguồn nhân lực mới để tăng trưởng GDP, nâng cao sức cạnh tranh của tất cả các địa phương trên cả nước. Với mong muốn mang chương trình giáo dục phổ thông tích cực, chất lượng cao, mang tính nhân bản và trong sạch tới đông đảo người học, trong 5 năm tới, hệ thống trường phổ thông FPT sẽ mở rộng tới 63 tỉnh thành và cung cấp chương trình đào tạo cho 15 vạn học sinh Việt Nam. Hệ thống trường phổ thông FPT, trải nghiệm để trưởng thành.